Hồ băng chứa hàng trăm bộ xương người tiết lộ bí mật gây sốc cho nhân loại. Bạn thân mến, ngành khảo cổ học trong những năm gần đây đã đem đến cho chúng ta rất nhiều bất ngờ. Ngoài những kho báu giá trị cho đến những di chỉ cổ đại, trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ còn phát hiện ra rất nhiều những bộ xương cổ đại, cùng với đó là những câu chuyện rùng rợn phía sau. Hôm nay, mời bạn hãy cùng Vũ trụ huyền bí đi khám phá về những bí mật phía sau những bộ xương cổ đại được các nhà khảo cổ học phát hiện gần đây để làm sáng tỏ những bí ẩn từng được giấu kín hàng nghìn năm qua. Bộ xương cổ đại dưới đường ống thoát nước. Mới đây, các nhà chức trách Anh đã bất ngờ tìm thấy bộ xương của một đứa trẻ 3 tuổi trong một chiếc quan tài bằng gỗ bên dưới đường ống thoát nước Torres của thư viện Westminster, London. Điều đặc biệt là bộ hài cốt này trông không giống với đặc điểm của các tu sĩ yên nghỉ gần đó. Do đó, điều này đã khiến các nhà khảo cổ học vô cùng ngỡ ngàng. Không những thế, họ còn tiếp tục phát hiện thêm 50 bộ xương người cũng được chôn trong cùng khu vực đó. Theo nghiên cứu, chúng đã được chôn cất hơn 1.000 năm trước đây. Người ta cho rằng đứa trẻ 3 tuổi chắc hẳn phải thuộc gia đình có địa vị trong xã hội thông qua cách chôn cất. Tuy nhiên, các bộ xương cũng quá nhỏ và được bảo quản kém, cho nên các nhà chức trách chưa thể xác định được giới tính của nó. Các chuyên gia hy vọng rằng phát hiện này sẽ làm sáng tỏ hơn về sự kiện đầy biến động trong những năm 1066 tại tu viện Westminster, thời kỳ trao vương miện cho hai vị vua mới sau khi vị vua cũ qua đời. Nhà khảo cổ học của tu viện Warwick Rogel nói rằng việc đứa trẻ được chôn cất ở đây là một trong những câu hỏi rất khó trả lời, nhưng nó lại gợi ý ra nơi mọi người có thể tìm thấy nhiều hài cốt của phụ nữ và trẻ em khác mà mọi người hoàn toàn không ngờ tới. Trong số các bộ xương tìm thấy ngay bên ngoài bức tường của Port Corner, các hộp sọ có các lỗ thủng của công nhân thế kỷ 13. Chúng được xếp chồng lên nhau thành đống dày đặc và được đặt dưới các đường ống thoát nước. Hiện các nhà khảo cổ hy vọng rằng các nghiên cứu khoa học có thể tiết lộ về độ tuổi và tình trạng sức khỏe của các bộ xương cũng như nguồn gốc của họ. Chỉ có các vị vua, hoàng hậu và các giáo sĩ cao cấp mới được chôn cất trong chính nhà thờ của họ. Do vậy, các hài cốt tìm thấy có thể là các giáo sĩ vì dựa vào sự mật thiết của họ với nhà thờ. Mối tình kéo dài 700 năm. Trong một ngôi mộ đất thuộc dự án khai quật một nhà thờ đã mất tại Leicestershire, nước Anh, các nhà khảo cổ học đã phát hiện thấy hai bộ xương vẫn đang trong tư thế tay trong tay cho dù đã qua 700 năm. Mộ đôi không phải là một trường hợp hiếm, nhưng điều ngạc nhiên là thi thể của hai người này lại được chôn ở nhà thờ Thánh Moro, nơi đã không còn tồn tại từ lâu và cũng chỉ mới được các nhà sử học địa phương cùng một số đội các nhà nghiên cứu phát hiện thay vì được chôn cất ở nhà thờ của vùng. Ông Vicky Scott cho biết, điều khiến các nhà khoa học thắc mắc là tại sao hai thi thể này lại được chôn cất tại nhà thờ đó, trong khi tại Harrington đã có một nhà thờ khá tốt. Điều này có thể dẫn đến giả thuyết cho rằng nhà thờ đã mất này được đặc biệt dùng để chôn cất vào thời bấy giờ. Các nhà nghiên cứu cho rằng, vào thế kỷ thứ 14, nơi này có thể là điểm dừng chân của cuộc hành hương tại Harrington, vùng làng quê nằm ở phía đông Leicestershire, hoặc đôi tình nhân này có thể là tội nhân, người tha hương hoặc bị nhiễm một loại bệnh nào đó, nên được chôn cất tại nhà thờ này, chứ không phải tại nhà thờ chính. Các nhà khảo cổ thuộc Trường Đại học Khảo cổ Leicester và các tình nguyện viên ở địa phương đã khai quật nhà thờ đã mất của Thánh Moro trong suốt 4 năm. Họ đã tìm thấy những bằng chứng cho thấy rằng nơi này đã tồn tại từ thời La Mã khoảng 2.000 năm trước. Cho đến nay, cuộc khai quật đã làm lộ ra phần tường và phần nền đá của nhà thờ, cùng với đó là một vài mảng nề đá, tường thạch cao, ngói trải dài từ phía các cửa sổ và một nghĩa trang ở gần đó. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy một ít tiền giữa những vết tích này, bao gồm vài đồng tiền xu bằng bạc. Những đồng tiền này được xác định là xuất hiện từ thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 16. Nhờ vào đó, các nhà khảo cổ có thể xác định được thời điểm hoạt động của nhà thờ này. Bằng việc sử dụng phương pháp carbon phóng xạ, các nhà khảo cổ cho rằng cả 11 bộ xương được tìm thấy ở khu vực này đều thuộc về thế kỷ thứ 14. Những thi thể này đều được chôn theo hướng Đông Tây, một tập tục của đạo Thiên Chúa thời bấy giờ.
hồ băng chứa hàng trăm xác ướp người ở Ấn Độ. Vào một thời gian nhất định trong năm, khi băng tan ra ở trên núi Himalaya, các nhà khảo cổ học đã phát hiện thấy trong một khe núi nhỏ hàng trăm bộ xương người ở dưới độ sâu khoảng 2 mét trong nước lạnh giá. Những bộ xương này đôi khi còn dính tóc và vài mẫu thịt vốn có thể tồn tại trong thời gian dài dưới điều kiện khí hậu lạnh và khô. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao lại có những bộ xương này ở một khu riêng biệt như hồ Rokun thuộc Uttarakhand, Ấn Độ. Trong nhiều năm qua, đây vẫn là một bí ẩn lớn. Người dân địa phương đặt tên cho địa danh này là Hồ Huyền Bí, và nơi đây cũng được cho là nơi chứa đựng những truyền thuyết về di tích cổ xưa. Có giả thuyết cho rằng những bộ xương này thuộc về chiến binh Kashmir trở về sau cuộc chiến sau năm 1841 với người Tây Tạng, hoặc có thể là đoàn tùy tùng của vua Rajakhavan và hoàng hậu khi họ gặp bão tuyết. Tuy nhiên, số khác khẳng định đây là kết quả của một vụ tự sát tập thể hoặc dịch bệnh. Năm 2004, các nhà khoa học đã có một bước đột phá khi các nhà báo thuộc National Geographic đem 30 bộ xương từ Trung tâm Tế bào và Sinh học Phân tử ở Hyderabad đi xét nghiệm DNA. Kết quả xét nghiệm từ một trung tâm của Đại học Oxford xác định niên đại của các bộ xương này là khoảng năm 850 trước Công nguyên. Từ nghiên cứu các mẫu còn lại của các bộ xương, kể cả nhẫn, giáo mác và da dày, được cho là của người hành hương Ấn Độ cũng như người dẫn đường, các nhà khoa học xác định là những nạn nhân đã bị giết từ phía sau bằng các vật cứng và tròn. Vào thời điểm của cuộc tấn công, có thể là lúc xảy ra trận mưa đá dữ dội, các nhà khoa học nghi ngờ rằng ít nhất 600 xác người chết bị chôn vùi trong băng tuyết của hồ. Bí ẩn về cái hồ này vẫn tiếp diễn khi hàng năm những bộ xương cũng như các vật dụng từ từ biến mất một cách khó hiểu. Nhưng sự kiểm soát và theo dõi của cơ quan chức trách gặp rất nhiều khó khăn bởi khoảng cách địa lý cũng như sự hiểm trở của địa hình. Mặc dù có sự lo ngại cho việc biến mất của những bằng chứng lịch sử quý báu và bí ẩn của khu vực này sẽ vẫn mãi là một dấu hỏi lớn. Bộ xương người khổng lồ dài 10 mét. Câu chuyện bắt nguồn từ năm 1976 khi những thông tin về việc phát hiện ra những bộ xương người khổng lồ ở Romania. Những bộ xương này được cho là có chiều dài lên tới 10 mét và hiển nhiên những thông tin này đã thách thức niềm tin thông thường về sinh lý con người và viết lại hiểu biết của chúng ta về các nền văn minh cổ đại. Ngay sau đó, phát hiện này đã thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu và làm dấy lên cuộc tranh luận về sự tồn tại của những người khổng lồ trong quá khứ xa xôi của chúng ta. Theo History of History, những bộ xương khổng lồ được tìm thấy trong quá trình khai quật ở dãy núi Carpathian. Hài cốt được cho là sở hữu các đặc điểm giải phẫu phi thường, bao gồm xương chân to, hộp sọ dài và cấu trúc xương chắc khỏe. Những phát hiện này đã đặt ra những câu hỏi hấp dẫn về sự tồn tại của một chủng người khổng lồ trong thời cổ đại. Mặc dù các báo cáo ban đầu về việc phát hiện này đã tạo ra sự phấn khích cho những người đam mê, nhưng điều cần thiết là phải kiểm tra nghiêm túc các bằng chứng và tìm hiểu sâu hơn về bối cảnh lịch sử xung quanh những bộ xương khổng lồ. Do đó, một phân tích toàn diện về thông tin hiện có đã được khởi động để làm sáng tỏ sự thật đằng sau những tuyên bố phi thường này. Sự tồn tại của những bộ xương người khổng lồ từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi trong lĩnh vực khảo cổ học. Những người theo chủ nghĩa hoài nghi cho rằng những ghi chép về những hài cốt khổng lồ này có thể là kết quả của việc giải thích sai, phóng đại hoặc lừa bịp. Họ đặt câu hỏi về việc thiếu tài liệu phổ biến, phân tích khoa học và các ấn phẩm được đánh giá ngang hàng hỗ trợ cho các tuyên bố. Hơn nữa, một số nhà phê bình cho rằng chiều dài lên tới 10 mét là rất khó xảy ra do những hạn chế về sinh lý học của con người và tính toàn vẹn cấu trúc của xương. Họ chỉ ra những thách thức liên quan đến bảo quản và xử lý những hài cốt khổng lồ như vậy, cũng như ý nghĩa thực tế của việc có những cá thể có kích thước khổng lồ như vậy trong các xã hội cổ đại. Tuy nhiên, những người ủng hộ khám phá đặc biệt này lại lập luận rằng sự tồn tại của người khổng lồ được hỗ trợ bởi nhiều văn hóa cổ xưa, thần thoại và truyền thống truyền miệng được tìm thấy trong các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Họ cho rằng việc loại bỏ bằng chứng và loại bỏ những khám phá này có thể bắt nguồn từ mong muốn duy trì tường thuật lịch sử đã được thiết lập. Những bộ xương khổng lồ được cho là tìm thấy ở Romania có liên quan đến Hyperborea,
một vùng đất thần thoại được đề cập trong các văn bản cổ xưa và văn hóa dân gian. Một số nhà nghiên cứu đề xuất rằng Hyperborea là một nền văn minh tiên tiến có người khổng lồ sinh sống, đưa ra lời giải thích tiềm năng cho việc phát hiện ra hài cốt người quá khổ. Điều thú vị là các báo cáo về những bộ xương khổng lồ không chỉ giới hạn ở Romania mà còn xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Những phát hiện này phù hợp với những điểm dị thường khác và những khám phá khảo cổ chưa thể giải thích được, chẳng hạn như cấu trúc cự thạch cổ đại, hộp sọ dài và các đồ tạo tác bí ẩn. Những mảnh ghép khó hiểu này góp phần làm tăng thêm bằng chứng thách thức các câu chuyện lịch sử chính thống. Để khám phá thêm sự thật đằng sau, những bộ xương được cho là khổng lồ này cần có các cuộc điều tra khoa học nghiêm ngặt, bao gồm khai quật khảo cổ toàn diện, kỹ thuật xác định niên đại tiên tiến và phân tích gen. Theo đó, một cách tiếp cận liên ngành có liên quan đến sự hợp tác giữa các nhà khảo cổ học, nhà di truyền học, nhà nghiên chủng học và các chuyên gia khác là rất quan trọng trong việc làm sáng tỏ bí ẩn và cung cấp bằng chứng thuyết phục cho vấn đề này. Bạn thân mến, như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau khám phá về những bí ẩn khảo cổ, những bộ xương người bí ẩn và những câu chuyện bí ẩn huyền bí đằng sau. Bạn thấy sao về chủ đề hôm nay? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận và đừng quên dành tặng Vũ trụ huyền bí một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá thú vị khác. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!